Có bao giờ bạn nghĩ rằng sẽ bỏ phố để về rừng không? Và nơi đây sẽ là câu trả lời cho bạn. Money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car. Rời Gia Lai để đến với Măng Đen. Ở Măng Đen thời tiết thật là dễ chịu, se se lạnh và đón bọn mình bằng một cơn mưa nhẹ. Thời tiết ở đây thật là biết chiều lòng người, làm cho bọn mình thấy yêu thích nơi này biết mấy. Đến với Măng Đen đúng vào mùa hoa anh đào đang nở ở tại hồ Đắc Kè siêu đẹp. Mình được nghe dăm ba câu chuyện về những người thanh niên bỏ phố về rừng. Đó là Sâm. Sâm mở một cái villa cũng như là homestay tại đây, được xây dựng trên một cái nền biệt thự Pháp cổ. Ở nơi đây bọn mình nghe rất nhiều về những câu chuyện của những bạn trẻ yêu thiên nhiên, yêu rừng, yêu cây. Họ lên rừng để lập nghiệp. Ở đây mọi thứ đều xinh xắn, không được xa hoa, không được đầy đủ tiện nghi như ở thành phố, nhưng rất bình dị, nhẹ nhàng và ấm áp. Bọn mình cùng ngồi với nhau trò chuyện, chia sẻ về những kế hoạch của mình đang làm tại nơi này. Được Sâm cũng như là mọi người ở đây nhiệt tình tư vấn giúp đỡ rất là nhiều. Măng Đen thật là tuyệt vời, nhiệt tình, ấm áp và đón một khách bằng những điều bình dị nhất. Những đồ vật tưởng dường như đơn giản này đều là những cái lượm nhặt từ rừng để về trang trí, làm cho nơi này thêm sắc màu. Sâm nói với mình rằng một ngày nào đó nơi này mà đông quá thì em sẽ không ở nữa và em sẽ đi tìm nơi khác. Em không thích sự ồn ào, em càng không thích cái sự bon chen của phố thị về tới nơi này. Em sẽ đi tìm nơi heo hút hơn, vắng vẻ hơn, để tìm về chính mình, tìm về thiên nhiên. Tất cả những món đồ trang trí tại Sâm Villa đều được hai vợ chồng Sâm lượm nhặt từ rừng và về để kho lại ở nơi rất là tuyệt vời. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng ngoài cho người ta cảm thấy rất là ấm áp và gần gũi. Và đây là phòng của bọn mình đã cư trú lại ở Măng Đen. Phòng nhỏ nhỏ xinh xinh và cái hai chiếc giường vừa đủ, nhưng nhìn hết sức là dễ thương. Tất cả mọi thứ đều là bằng gỗ và được trang trí rất là nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế và ấm áp. Ở cái phòng của mình thì nhìn xuống đó là một cái khu vườn được xanh ngát và có một cái chòi nhỏ để mọi người có thể sinh hoạt chung cũng như là ngồi trò chuyện với nhau. Mọi thứ ở đây làm cho mình rất là ấm áp và cảm giác như đang ở nhà. Kể cả hai con chó của nơi này cũng vậy, một con tên là Gỗ, một con tên là Xịn. Theo như Sâm kể thì nó cũng là con chó mà Sâm nhặt được ở rừng khi bị đi. Chúng nó đi lạc, Sâm đã dẫn về nuôi. Buổi tối hôm đấy bọn mình ăn lẩu xuyên không, món lẩu cay cay xe xe làm cho mình cảm rất hợp với không khí lạnh ở đây. Đến đây thì chắc chắn các bạn sẽ phải thử món mà rất là nổi tiếng ở đây, đó là gà nướng cơm lam ha. Cực kỳ là ngon, gà thơm đậm bản sắc và được ướp với hạt tiêu rừng rất là thú vị. Tiếp sáng ngày hôm sau thì bọn mình đi thực hiện một số cảnh quay cũng như là một số cái phân cảnh còn lại trong dự án đợt này. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình khám phá của mình tại Măng Đen nhé. Chào, hẹn gặp lại các bạn.